Rồi em thì xong hết rồi cô chú anh chị à. Bắt đầu sẽ đeo cái đai chì này nè. Thì đi lặn đêm thì lúc nào cũng vậy hết cô chú anh chị mình. Thì phải chờ đêm xuống nha. Đêm mà xuống tối trời như thế này nè, rồi bắt đầu mới lặn. Tại vì em thấy thì ban đêm những con ghẹ, những con cá đồ hay là những con gì á cô chú anh chị mình, nó sẽ ở dưới cát chui lên nha. Nên phải chờ đêm xuống mới làm. Rồi em cũng tranh thủ nhảy luôn. Trời đêm như thế này á cô chú anh chị, khoảng tầm cỡ 7 giờ kém thôi thì sẽ tối trời như thế này. Thì hôm nay em với anh Mỹ làm thì nước này khoảng tầm 12 mét nha. 12 mét với độ sâu này thì nói chung cũng không sâu nha cả nhà. Nói chung là cũng vừa thôi, khoảng tầm 7 sải, 8 sải tây của em gì đó. Rồi em cũng đã đáp đáy rồi nè của chú anh chị nè. Rồi để cả nhà mình đi coi thử đêm nay hai anh em làm được bội thu hay không nha. Em phát hiện một con cá đục đầu tiên nè. Giống loài cá đục này khó chỉ lắm nha cả nhà. Đó, nó lợi như thế này chỉ khó được lắm. Ô em phát hiện được một con ghẻ nè. Ô thật sự mà nói thì nó nằm như thế này á cả nhà, chạy mình không để ý là sẽ không thấy nha. Một con ghẻ đầu tiên của em nè. Ô con này có vẻ như có một càng thôi. Đây em được thêm một con nữa nè. Ồ nó nằm kia. Wow. Ồ cũng là ghẹ mái nha. Đó cả nhà mình cứ để ý xem cái con ghẹ đây là cái con ghẹ mái nè. Còn cái con ghẹ màu xanh xanh nước biển á, thì nó là ghẹ trống. Ồ cả nhà cái dây của em thẳng nè. Em níu để bắt con ghẹ này cũng rất là mệt mệt luôn. Ôi cả nhà mình nhìn xem nè. Ô thật sự mà nói, ô em chạy tới chỗ này em phát hiện được 4-5 con mực luôn. Mực này vẫn còn 3 bi nha cô chú anh chị mình. Chủ yếu ghi hình cho cả nhà mình xem. Đó những con mực mà là ban đêm nó sẽ theo ánh đèn nó sẽ như thế này nè. Nó rất là dạng luôn. Em phát hiện được một con cá bò da này cả nhà. Con cá bò này nhỏ thôi. Ồ hình như là có vẻ em đã thấy cá bò bắt đầu sinh sản và lớn lằn nè. Ồ em sẽ chỉ con cá này nè. Cái con cá mà em chỉ cô chú anh chị là để em lên luộc ăn cơm nha. Còn cá bò để cho nó lớn, nó lớn càng to hơn nữa nha. Nên em không chỉ đâu tại vì nó nhỏ lắm. Ồ một con ghẹ này cá nha. Ồ thật sự mà nói cái con ghẹ này ba bi thôi cô chú anh chị mình à. Ồ, cả nhà mình thấy không, nó chắc là nhỏ luôn. Mấy cái con này thì em sẽ không bắt đâu, thả để cho nó lớn rồi bắt đầu bắt. Ồ cả nhà, chỗ này em phát hiện được hai con mực lá luôn. Ồ thật sự mà nói, ồ cái chỗ này em thấy toàn là mực lá với mực ống nhỏ nhỏ không, toàn là ba bi không à. Ồ nhìn rất là đẹp luôn. Một con tôm bạc nè. Ồ con này em sẽ chỉ rồi. Ồ thật sự mà nói chỉ lên luộc ăn á cả nhà, ăn ngon đã lắm. Mấy con tôm đây nè. Chạy khá là lâu luôn cô chú anh chị à. Em mới phát hiện lại thêm một con ghẹ nè. Trời ơi thật sự mà nói thì ghẹ đêm nay em thấy rất là ít luôn cả nhà. Chạy lâu lâu mới được một con nha. Mày giời em cũng đã chụp được rồi nè. Ô nó kẹp em nè cả nhà. Cái miếng màu đen đen á thì nó cao su á, nó kẹp không đau cô chú anh chị mình à. Còn cái dải đỏ á thì nó kẹp một trên cái dải đỏ thì sẽ dính vào thịt của em nha. Ô, thật sự mà nó kẹp rất là đau luôn.
Cả nhà thấy không? Nó kẹp mấy con ghẹ mà kẹp đau lắm, nhưng mà đau cách mấy thì em sẽ không bao giờ thả để cho nó chạy nha. Tại vì mình đi làm để kiếm cuộc sống mà, nếu mà mình thả thì tiếc lắm cả nhà. Tại vì nếu mà thả ra thì nó sẽ chạy thôi, nó sẽ không kẹp nữa nha. Còn mình không thả thì nó kẹp, nhưng mình gỡ nó ra cả nhà. Ôi trời, cả nhà mình nhìn xem nè, có con ghẹ nè. Ồ, nó nằm rất là kỹ luôn. Ồ, cái màu cát á cả nhà, cái màu cát bùn á với cái màu của con ghẹ mà nó nằm như thế thì thật sự, em nói thật sự nha, khó rất là nhận ra luôn. Ồ, hên em cũng quá là may mắn luôn khi nhìn tới mới thấy. Em được một con đi bay nè, nó nằm kia rồi lẫm vào. Em lại gặp thêm một con ghẹ nữa nè. Ồ, công nhận nha, nó nằm kìa. Ồ, em thấy ghẹ mấy cái chỗ này của chú anh chị mình, con nào con lấy cũng rất là to luôn, toàn là to to không à. Nhưng mà không to cả nhà, to thì không đến, không không tới ghẹ nhất nha, nó khoảng tầm ghẹ nhì rồi thôi. Chỗ này em thấy có một một đống sò lông luôn của chú anh chị à, với một con ốc nhung này. Ốc nhung này rất to luôn, nhưng mà cả nhà mình nhìn xem này, chỗ này em thấy những con sò lông nằm 5-6 con chỗ này nè. Thật sự mà nói cả nhà, cái chỗ này em thấy những con mai nhỏ khá là nhiều luôn. Ê, có cả nhà mình thấy không? Đây mấy con mai nhỏ này đó, nhiều lắm cả nhà, em chạy em toàn gặp quá trời luôn. Em lại gặp được thêm một con ghẹ nữa. Quá đã nha, đã nha, mấy cái con ghẹ mà to to như thế này mà nhiều nhiều thì ham, nhưng mà em thấy nó cũng dai lắm cả nhà, lâu lâu mới được một con thôi, không có nhiều nha. Đó cả nhà mình thấy không, con ghẹ nào con ghẹ đấy rất là to luôn, bắt lên mà em dắt em thấy ham luôn á, nhưng mà nó không đủ trình độ để diễn nhất nha cả nhà. Từ sớm tới giờ mà em mới gặp được một con ốc bông này cô chú anh chị. Trời ơi, 15k hoặc là 20k một ký thôi, mà từ sớm tới giờ em mới được một con. Ô, một con ghẹ nữa nè. Ô, ngon ngon nha. Ô, lâu lâu thì một con cũng được cô chú anh chị mình à, chứ đỡ hơn là chạy không có nha. Ô, nó nằm kìa, rất là dễ thương luôn. Ô, mấy con này là em. Ô, cả nhà mình thấy nó lanh không? Chưa chưa cái gì mà nó đã chạy muốn chạy rồi. Em gặp được một con cá đục này. Cô chú anh chị mình đã từng ăn con cá này chưa? Cá này thì thật sự em rất là thích ăn nướng nha. Cô chú anh chị mình mà có gặp cá này á, mua về nướng ăn rất là đã luôn. Ăn cái thịt của nó ngon lắm, thịt của nó rất là nhiều luôn cô chú anh chị mình à. Xương thì em thấy rất là ít luôn, ăn đã lắm luôn á. Đó, con này nè. Ồ, từ hồi nãy giờ em mới được một con bạch tuộc hay sao ấy nè. Ồ, chưa nãy giờ em toàn chạy không thấy bạch tuộc nha, bây giờ mới được một con nè.
em được thêm một con nữa rồi kìa. Ồ, bạch tuộc này không có thì thôi, có thì gặp được một lần hai con luôn nè. Em được thêm một con ốc muỗng nữa. Không biết ở nơi cô chú anh chị mình gọi mấy cái con này là con gì à? Ở chỗ em hay gọi là trình thôi. Nhưng những con mà em với anh Mỹ bắt trong mấy cái sọt nữa cũng gọi là trình luôn. Nhưng mà nó khác, có cái chỗ là như thế này nè cô chú anh chị mình nè. Trình bông, trình dừa hay là trình... Nói chung là nó khác khác cái tên thôi. Nhưng thật sự nó cũng là một giống loài trình nha. Em được thêm một con bạch tuộc nữa nè. Ồ, công nhận nha, em thấy bạch tuộc mấy cái điểm này ít lắm luôn cô chú anh chị mình à. Lâu lâu thì mới được một con, có khi thì chạy rất là lâu luôn mới được ra một em như thế này nè. Em được thêm một con ốc bông nữa. Em lại gặp được thêm một con bạch tuộc nữa rồi nè. Đây nó nằm nè. Ô, cái con bạch tuộc này có vẻ như là nó đã ăn no hay sao ấy cô chú anh chị mình à. Nó không chịu bò lên nè, mà nó còn núp bơi vô trong cái vỏ sò nè. Mấy con bạch tuộc mà ban đêm á cả nhà, nó đi săn mồi thì nó sẽ bò lên nha, nó chui ra hang á, nó bò lên đi kiếm ăn. Còn mấy con mà nó nằm như thế này á thì có vẻ như là em đoán nó ăn no rồi nè, nó mới thục thò như thế đó. Em được thêm một con điệp bay nữa. Đây nó nằm nè. Điệp bay em thấy con nào con nấy cũng sổ sổ nha. Ồ, được thêm một con nữa kìa. Một con ốc nhung của chú anh chị mình à. Ồ, ốc nhung mà nó chui xuống dưới cát này, cả nhà mình nhìn không nhận ra luôn đúng không? Không nhận nha, con ốc nhung này hồi giờ em thấy nó mới chui xuống dưới cát này. Ồ, cô chú anh chị mình nhìn xem nè. Cái con này chỗ em không phải, không gọi là con trình nha. Ừ, hình như là em thấy nó giống với con lịch lắm đó, cô chú anh chị mình à. Nhưng mà nó cũng thuộc là dòng họ của bên rắn cổ luôn á cả nhà. Nó lương này, coi cả nhà mình coi xem cái cách nó lương này, nó y hệt như con rắn luôn. Đó, ồ nó lương kìa. Ồ, em phát hiện được một cái mánh của con ốc tỏi nè. Ồ, đây, ô to đã chưa. Ồ, lâu lâu được một con mà to như thế này nhìn đã ha cả nhà.
em được thêm một con điệp bay nữa. Đây nó nằm này. Đó, những con điệp bay thì nằm trên mặt thì thật sự mà nói rất là dễ thấy luôn cô chú anh chị mình à. Đây một con nữa nè. Đó, những con điệp bay á, em thấy ở trên mặt á nhìn dễ thấy lắm nha. Hình như là ô một con ốc tỏi nữa đã. Ồ, tính ra được hai con. Ồ, em được một cái mánh này cô chú anh chị nè. Hình như là có vẻ như là một con sò dương. Đây nó nằm nè. Con này đã nha. To nè. Ban đêm mà em bóc được một con sò dương như thế này thật sự mà nói em rất là mừng luôn. Chắc có lẽ một số cô chú anh chị mình cũng đã biết cái điểm này rồi đúng không? Đây có cái gì nè. Đây chỗ này thì em với anh Mỹ có chạy tới cái bù này, đầu hai anh em sẽ săn cá nha. Lâu lâu tới lại á cả nhà. Đây một con này. Rồi em đã chỉ được một con rồi nè. Ồ trời, hình có vẻ như là trên mình nó bị chóc hết mấy cái dãy rồi của chú anh chị mình nè. Lâu lâu á cả nhà, lâu lâu tới lại em thấy cũng vẫn còn rất là nhiều luôn. Cái gì đây nè? Ồ cô chú anh chị mình nhìn xem nè, em lại gặp ghẹ đang giao phối nè. Ồ mấy cái con ghẹ mà giao phối như thế này á cô chú anh chị mình chỉ có ban đêm mới gặp nha, chứ thật sự mà nói thì ban ngày hiếm khi gặp lắm. Đây nè, nó nè đó, em đang nhắm rất là kỹ luôn. Rồi em cũng có chỉ được rồi nè. Ồ hình như là em chỉ được hai con rồi. Ồ quá đã nha. Cái gì đây, về nấu canh chua ăn ngon lắm cô chú anh chị mình. Nếu mà em thấy nha, theo em thấy thì mình mà nấu canh chua mà để nguội á, ăn thì nó hơi tanh một chút. Ồ một con bạch tuộc nè. Ồ rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Ban đêm mất của chú anh chị, ban đêm mất cá nó chạy tán tung luôn. Mày nè, ô một con nữa nè. Thật sự mà nói ban đêm nó chạy cứ chạy theo mệt lắm cả nhà, mình chạy theo mình kiếm mệt lắm luôn. Đây em nhắm được mục tiêu luôn rồi nè. Lội tới nè. Ồ, quá đã vào. Hình như là em chỉ được 4 con luôn. Ngon nha. Con này to luôn cả nhà, có con mà to hơn 5 ngón tay của em luôn, có con to hơn, bự hơn cái bàn tay của em luôn, có con thì sổ không có, đủ loại luôn. Ô một con cá kình nè. Wow chỗ này mà cũng có cá kình nữa chứ. Cái này là ở trên bù nó di chuyển xuống này cô chú anh chị nè. Đó ở trên bù á nó xà xuống á, em nhảy lên em chỉ luôn. Con nào ở dưới cát thì mình chỉ dưới cát, còn con nào lội trên mặt á mình chỉ ở trên mặt luôn. Mày một con nữa nè. Đó cái nhà mình thấy không, rất là khôn. Ban đêm em thấy cá cũng rất là khôn nha, nó chạy tán tung luôn. Một số thì chạy được, một số thì chỉ được nha cả nhà, chứ không bao giờ chỉ hết được đâu, rất là khó luôn. Cô chú anh chị mình xem nè, đây là cái mắt xích của cái bù này, cái nào cái nấy to chà bá lửa luôn. Đây nè đó cả nhà. Rồi bắt đầu em sẽ dội lên cái bù này nè, nó vẫn trên đây nó còn nha cả nhà. Đó cả nhà mình thấy nhiều không, đó mình dội lên nó xà xuống nha cả nhà. Hở mỗi lần á mà dội cái cây đèn lên, bắt đầu có con cá ở trên đó của chú anh chị mình, ở trên nó xà xuống, bắt đầu mình chỉ. Đây em dội lên nè. Đó dội lên, đó cả nhà mình thấy nó xuống không, nó đang xuống nè. Đó nó đang xuống nè. Mỗi lần mà con cá nó xuống như thế này nè cô chú anh chị nè, là mình để liền luôn nha. Được rồi nè.
chứ khi mà nó xuống đụng đất vậy á, cô chú anh chị mình, nó sẽ tung đất cái nó chạy mất tiêu luôn. Thật sự mà nói rất khôn luôn. Bắt đầu em sẽ pha lên tiếp nè, đó, mỗi lần cứ pha lên thôi cô chú anh chị mình à. Có khi nó xuống 5-6 con á thì mình chỉ được một con thôi, mà có khi nó xuống 1-2 con á mình chỉ hụt cũng có nha. Này nó xuống tiếp nè. Rồi đó. Khổ lắm cô chú anh chị mình à. Thật sự nó không phải là như mình cầm súng bắn ban ngày mình lội lên, mình đu lên bắn xuống, còn ban đêm á mình pha cái đèn lên. Chắc em nghĩ là nó bị ấy cái con mắt hay sao á, nó mới ở trên nó xà xuống một con. Rồi mình vứt, đó nó xuống nữa nè. Rồi dính tiếp nè cô chú anh chị mình nè. Wow, ngon nha, ngon nha. Ồ, như này mà chỉ nhiều nhiều rất là ham luôn. Còn mỗi lần mà nó xuống á cô chú anh chị, đó nó xuống mà nó không có xuống ngay mình, nó chạy qua chỗ khác á thì phải vượt như thế này nè. Đó cô chú anh chị nè, thật sự mà nói vượt rất là mệt luôn, nó lội nhanh lắm. Ồ, chạy em vượt ra ngoài, em không chạy lại đâu cô chú anh chị à, nhưng mà em có phát hiện được một con cá kình. Ban đêm thì chạy không lại cá đâu cô chú anh chị mình. Cái con nào mà nó hơi chậm á thì mình còn chỉ được, chứ cái con nào mà nó chạy nhanh nó không bao giờ nào chỉ được luôn. Đó cả nhà mình thấy không, mấy con mà nó xuống nhanh như thế này á chỉ không bao giờ được, đụng đất là nó sẽ chạy mất tiêu luôn. Còn mấy con mà nó xuống như thế này nè, đó nó lội ngang ra lại nè, thấy không cả nhà mình thấy không, không thể nào chỉ được luôn. Còn mấy con mà nó chạy xuông như thế này nè, mày nè đó, nó chạy xuông là mình chỉ dính liền luôn. Còn nó chạy ngang ra rồi thôi thua thôi cả nhà, không bao giờ chỉ được. Em đang vượt một con cá gì nè, nó chạy nè, con hồi nãy xuống ở đây. Thật sự mà nói em vượt rất là mệt luôn cô chú anh chị mình nè. Em vượt rất là lâu luôn mới chạy ra chỉ được nè. Hồi nãy giờ mà em chỉ không biết bao nhiêu con luôn cả nhà. Em chỉ tính ra cũng nhiều lắm, khoảng tầm mười mấy con đấy. Rồi bây giờ thì nó chạy đi hết rồi cô chú anh chị mình à. Nhiều lắm, em chỉ có tầm mười mấy con luôn. Rồi, bắt đầu bây giờ sẽ lên nha. Hết giờ rồi cô chú anh chị mình à. Rồi, mà em mời cả nhà mình lên coi xem thành quả mà hai anh em hôm nay làm được bao nhiêu nha.
chú em hay gọi là cá gì cô chú anh chị à? Từ hai cá kình to nè, mấy con cả nhà, mấy con bằng cỡ này nè cả nhà thấy không? Cỡ này nè, hai con chỉ rơi vào mà chắc em độ khoảng tầm gần cả ký đấy. Giữ của chú anh chị à.